cùng các em cựu học sinh của trường Trung học phổ thông Trần Văn Diệu. Lời đầu tiên, tôi xin nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô giáo, các em là cựu học sinh của nhà trường về dự gặp mặt truyền thống cựu học sinh Trần Văn Diệu lần thứ hai. Nhân dịp đầu năm mới Kỷ Hợi, xin kính chúc quý thầy cô giáo, các em cựu học sinh một năm sức khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành công. Kính thưa quý thầy cùng các em, mùa xuân là khởi đầu của một năm của sự ước mơ và kỳ vọng, là cái mùa của sự sum họp, sự gặp gỡ bạn bè, thầy cô và thăm lại trường cũ. Trong cái buổi gặp mặt hôm nay, nhà trường muốn tất cả quý thầy cô giáo cùng các em học sinh, cựu học sinh của nhà trường được thấy được cái sự phát triển của nhà trường, thấy được cái sự chăm ngoan, hiếu học của các em những thế hệ sau này. Và cũng mong muốn tất cả chúng ta luôn theo dõi và quan tâm sự học tập và phát triển của nhà trường. Và trong cái buổi gặp mặt hôm nay, các em sẽ được nghe chính những học sinh đang học nhà trường sẽ báo cáo những kết quả học tập cũng như những cái lời tri ân đối với những anh chị đã trải qua nhiều năm, 3 năm học tập tại nhà trường. Kính thưa quý thầy cô giáo cùng các em cựu học sinh, năm học 2018-2019 được sự chỉ đạo của Sở Dục Đào tạo, huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Hòa An, sự giúp đỡ của ban ngành, đặc biệt là sự quan tâm, giúp đỡ về mặt vật chất và tinh thần của những nhà hảo tâm, đặc biệt là các em cựu học sinh của nhà trường đã góp phần tạo nên những cái thành công đáng kể của năm học vừa qua. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp năm vừa qua đạt 97,6%, cao hơn mặt bằng chung của tỉnh và mặt bằng chung của cả nước. Nhiều em đã đổ vào các trường đại học top trên trong cả nước. Đặc biệt là năm học vừa qua thì nhà trường đã tham gia cái hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Trường chúng ta cũng báo cáo với các em là trường chúng ta có 6 thầy cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, là một trong những trường cấp tỉnh có số lượng giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cao trong toàn tỉnh trong kỳ thi vừa qua. Một điều đáng mừng nữa là cái trường chúng ta lâu nay đóng trên một cái địa bàn tương đối là khó khăn và hẻo lánh, ít ai biết cái tên Trung học phổ thông Trần Văn Diệu. Nhưng tới cái thời điểm hiện nay thì trường ta đã có một số cái thương hiệu đáng kể ở huyện nhà, đặc biệt là cái ở lĩnh vực thể dục thể thao. Báo cáo các em là trong cái đại hội thể dục thể thao cấp huyện vừa qua thì cái đoàn của trường Trung học phổ thông Trần Văn Diệu là đạt 12 huy chương các loại, xếp thứ nhì trong các đoàn tham gia cái đội thể dục thể thao cấp huyện. Đặc biệt là cái đội bóng chuyền nữ của nhà trường là thi đấu giữa huyện xếp giải nhì trong cái hội thi và chiếm được cái cảm tình rất lớn của đông đảo người hâm mộ và khán giả ở huyện nhà. Và mới gần đây thì trong cái ngày học sinh sinh viên ngày 9 tháng 1 thì trường chúng ta có 2 đội, một đội bóng chuyền nam và đội bóng chuyền nữ tham gia thi đấu của 4 trường trong phổ thông trong huyện. Thì cả 2 đội bóng chuyền nam và nữ của trường ta đã đạt giải vô địch. Đó là nói về cái thể dục thể thao thì rõ ràng trường chúng ta đã có thương hiệu ở trong huyện. Báo các em là mừng như vậy. Và nhà trường trong tương lai sẽ cố gắng sẽ đạt nhiều cái thương hiệu ở nhiều lĩnh vực khác nữa, đặc biệt là cái lĩnh vực dạy và học. Nói về cái cựu học sinh nhà trường thì
trong những năm qua, đặc biệt là năm gần đây, thì cựu học sinh nhà trường đã đóng góp rất nhiều cho những cái thành tích đã đạt được của nhà trường. Các em cựu học sinh đã nhiều đợt, nhiều lần đã tư vấn cho học sinh cấp 12 để chọn ngành nghề một cách thích hợp. Các em đã nêu gương những cái gương điển hình của những anh chị đã thành đạt, thành công trên con đường học ở các trường, mấy trường đại học, cũng như là thành đạt khi ra đời, khi mà làm công việc của mình. Thì tiếp lửa Trần Quang Diệu đã giúp cho các em nó hòa nhập, không bỡ ngỡ khi các em rời ghế nhà trường, bước vào cái ngưỡng cửa đại học. Và đặc biệt, trong năm vừa qua, Hội cựu học sinh đã đóng góp gần 13 triệu đồng, đã góp phần đáng kể để giúp cho một số học sinh có động lực tốt hơn trên con đường học tập, và cũng đã giúp cho một số học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn để tiếp tục đến trường, không phải bỏ học giữa chừng. Đây là những cái đóng góp hết sức đáng kể. Thay mặt cho quý thầy cô giáo nhà trường, xin nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Hội cựu học sinh nhà trường đã đạt được trong những năm vừa qua. Xin tràn vào tay. Kính thưa quý thầy cùng các em, cái cuộc sống luôn luôn vận động, nhà trường không thể dừng lại ở những cái mức đã đạt được trong thời gian vừa qua. Báo cáo với các em là theo cái kế hoạch của nhà trường thì sẽ phấn đấu đến năm 2020 để trường sẽ đạt cái trường chuẩn quốc gia. Và trong cái năm vừa rồi thì Sở Dục Đào tạo cũng đã đầu tư trang thiết bị cho nhà trường khoảng 1 tỷ đồng. Và sắp tới là sẽ đầu tư làm lại cái khu vệ sinh của khu cán bộ giáo viên là khoảng 400 triệu. Và cái hội cha mẹ học sinh cũng đã giúp đỡ và đầu tư đáng kể. Các em thấy rồi đó, công tác nay về thấy là cái sân trường rất là khang trang, sạch đẹp. Đó là cái công của hội cha mẹ học sinh. Thì nhà trường cũng mong muốn rằng trong thời gian sắp tới, Hội cựu học sinh hoạt động mạnh mẽ hơn nữa để tiến tới là kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường. Kỷ niệm 20 năm thành lập trường. Còn khoảng 5 năm nữa đến cái ngày kỷ niệm 20 năm thành lập trường thì các em cần phải hoạt động tích cực hơn để đóng góp nhiều trong lĩnh vực tinh thần cũng như là vật chất cho cái ngày kỷ niệm 20 năm. Và có mong muốn là các em vận động nhiều hơn nữa để có cái quỹ lớn hơn để hỗ trợ cho những em học sinh